Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta lại đi đến bài số 14 trong chương trình tổng hợp cấu trúc pháp GLPT N3/2. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi từ số 131 cho đến số 140. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Sensei trong 13 cái tập vừa rồi. Và ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới tập 14, con đường nó gần kết thúc. Chúng ta hãy cố gắng làm vững tin lên mọi nha. Cảm ơn các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cấu trúc ngữ pháp số 131 ở đây chúng ta có là gì? Cấu trúc ngữ pháp 131 ở đây nó chính là danh từ komete. Đây là một cấu trúc pháp rất là hay, rất là nhiều tình cảm, rất là nhiều cảm xúc ở trong cấu trúc pháp này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tại sao chúng ta lại nói như thế. Ở đây chúng ta nhìn là danh từ komete nó là bằng tất cả. Ở đây chúng ta thường hay nói là bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình cảm, bằng tất cả nỗi nhớ và bằng tất cả tình thương. Người ta đều là từ danh từ komete. Và bây giờ chúng ta nhìn ví dụ nha. Ai o komete kanozo ni tegami o kaku, là tôi đã viết thư cho cô ấy bằng tất cả tình yêu của tôi, đúng không? Thì lúc đấy người ta sẽ sử dụng là từ ai o komete, ii desu ka? Hoặc người ta cũng có thể nói là từ kokoro komete. Đây là một cái cụm từ chúng ta không hiếm thấy trong những cái bài đọc hay là trong đời sống. Chúng ta hãy cố gắng nhớ nhá. Danh từ komete là bằng tất cả những gì? Bằng tất cả những trái tim này, bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả nỗi nhớ và bằng tất cả là tình thương, ii desu ka? Đó. Và đấy là cấu trúc pháp từ danh từ komete, không có gì khó khăn phải đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo là từ ni chữ kệ. Ni chữ kệ ở đây nó là nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. Nghĩa của nó là hễ mỗi lần động từ là lại luôn luôn. Nó giống như cấu trúc pháp là từ thả bì ni. Thả bì ni là hễ cứ mỗi lần thực hành động là động từ lại nhận được một cái kết quả là tương tự. Thì ở đây ni chữ kệ cũng tương tự như là thế. Hễ cứ mỗi lần làm một cái động từ là lại luôn luôn. Tuy nhiên nhưng chúng ta cần thiết phải nhớ rằng tabi ni và nichuke nó khác nhau ở chỗ. Tabi ni thì cái kết quả xảy ra nó là gì cũng được. Hễ mỗi lần thực hiện động từ thì kết quả xảy ra lại là như thế này. Thì nó đều là thế nào cũng không có vấn đề gì cả, khang kê này. Tuy nhiên mà thằng từ nichuke ở đây thì chúng ta phải hiểu là nó làm hễ mỗi lần xảy ra nó lại liên quan đến cảm xúc hoặc là tâm trạng. Dù như là hễ mỗi lần mà gọi điện cho mẹ tôi đều làm cảm thấy rất là buồn lòng, hay là cứ mỗi lần mà nhìn thấy bố mẹ là tôi lại cảm thấy rất là nhớ nhà. Thì nhớ nhà buồn lòng thì lúc đấy người ta thể hiện là gì đây? Cảm xúc là tâm trạng. Thế nên cái vế sau của thằng từ nichuke đặc biệt khác với tả bì ni ở đằng sau, nó phải là thể hiện cảm xúc và tâm trạng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ đầu tiên. Kono saka no hon o yomu nichuke ima no jibun o hansei shite imasu. Cứ mỗi lần tôi đọc những cái quyển sách của tác giả này là tôi lại kiểm điểm lại chính bản thân mình. Thì kiểm điểm lại bản thân mình nó chính là cái cảm xúc là bản thân mình nhìn lại bản thân mình. Lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc pháp từ nichuke. Thế nên chúng ta nhớ hộ sensei ạ, cứ mỗi lần thực hiện hành động nào đó là tôi lại có cái cảm xúc và tâm trạng như thế nào đó. Lúc đấy hãy nhớ đến cấu trúc pháp là nichuke. Đó. Rồi và tiếp theo chúng ta có chú ý là vế sau là câu liên quan đến cảm giác và cảm xúc như vừa nãy Sensei đã nói. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc ngữ pháp là ni sakidate. Sakidate nó chính là cấu trúc pháp là trước và trước khi. Nó giống hệt như cấu trúc pháp là từ mai ni mọi người nhá. Nó chỉ cao cấp hơn một chút là từ sakidate mà thôi, chứ nó không có gì gọi là khó hiểu cả đâu. Chúng ta vẫn phải biết bởi vì sao? Bởi chúng ta có thi đó. Nay mai trong đời sống chúng ta có gặp lại ở trong một cái tình huống nào trang trọng, lịch sự và cao cấp, chúng ta có biết là từ sakidate nó là cái gì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nào. Shiai o hajimeru no ni sakidate ruru no setsume ga okowaremasu. Ở đây chúng ta dịch nghĩa là trước khi mà bắt đầu trận thi đấu thì người ta giải thích về cái luật chơi, được không nào? Đó, rất là đơn giản, không có gì cả. Chúng ta chỉ cần hiểu nó bằng từ mai đi. Rồi và đấy là cấu trúc pháp là từ nisakidate. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo là từ tsutsuaru. Tsutsuaru là một cấu trúc pháp rất là thú vị. Chúng ta xem nó thú vị ở chỗ nào nhá. Tsutsuaru là đang dần dần. Và nghĩa của nó phải là từ đang dần dần. Ví dụ như là một cái tòa nhà nào đó đang dần dần được xây dựng lên đó, hoặc đang dần dần phát triển theo một chiều hướng nào đó. Nhưng mà chúng ta cần thiết phải đặc biệt chú ý ở sensei nào. Cái đặc trưng nhất của thằng từ tsutsuaru này là đang dần dần đi đến hoàn thành. Bây giờ nhớ nhá, nếu mà cái phát triển theo kiểu vô cực thì lúc đấy chúng ta dùng là từ ippo, ippo hoặc là từ bakarida.
Tuy nhiên nhưng mà chúng ta dần dần đi đến một cái hoàn thành, đi đến một cái kết quả, tức là nó không thể phát triển được nữa. Nó đi đến một cái kết quả là hoàn thành. Lúc đấy chúng ta sẽ dùng là từ chưa xa được. Dường như bây giờ bọn em nhìn này. Shirai atataku nari nari tsutsarimasu. Haru wa mou sugu desu. Là cái thời tiết thì đang dần dần trở nên ấm hơn. Và dưới đây mùa xuân thì cũng sắp đến, gần đến. Ở đây mùa xuân chưa đến, tuy nhiên người ta muốn nói là ở đây là đang là mùa đông, chuẩn bị chuyển sang mùa xuân. Và cái việc là thời tiết nó đang dần dần trở nên ấm hơn, là nó đang dần dần tiến lên. Và tiến lên cái kết quả hoàn thành là gì? Là đến mùa xuân là trời ấm. Thì lúc đấy người ta sẽ dừng lại ở đây. Lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là chuchiaru. Đấy là cái đặc trưng của thằng từ chuchiaru. Và em nhớ hộ xem thế đấy nhá. Hay là cái tòa nhà ấy đang dần dần được xây dựng lên, thì xây dựng đến một cái ngưỡng nào đó là hoàn thành cái tòa nhà này, lúc đấy người ta cũng sẽ sử dụng là từ chuchiaru. Và cái đặc trưng của thằng từ chuchiaru mà em phải chú ý hộ xem xét là nó khác với thằng từ veteimasu ở chỗ. Và em nhìn nhá, chuchiaru thì diễn tả trạng thái mà hành động, động tác đang tiếp diễn theo một chiều hướng nào đó, mang nghĩa là đang dần dần đi đến hoàn thành. Đó, đấy là đặc trưng của thằng chuchiaru. Tuy nhiên nhưng mà xét về cái mặt khác nhau giữa thằng từ veteimasu và thằng từ chuchiaru thì bọn em nhìn vào ví dụ này. Chúng ta có thằng từ shini chuchiaru. Shini chuchiaru là đang dần dần đi đến cái chết. Người này đã chết chưa? Chưa chết, tức là người ta đang hấp hối, đang dần dần đi đến cái chết. Và cái ngưỡng hoàn thành nó là gì đây? Là chết. Tuy nhiên ở đây nó là từ shinderu. Shinderu là gì? Đang chết rồi. Người ta đang trong hoàn cảnh là chết rồi. Thế nên thì chúng ta cần thiết phải phân biệt rõ ở sensei là chuchiaru là đang, tức là nó chưa diễn ra, chưa hoàn thành đâu, nó chỉ đang diễn ra thôi. Đó, đang dần dần đi đến hoàn thành. Còn veteimasu là đang ở trong cái tình trạng đó rồi. Thế nên về một cái mặt nào đó thì thằng chuchiaru và thằng từ vete nó là khác nhau. Chúng ta cần thiết phải chú ý hộ sensei một điều như thế nhá. Giờ và tiếp tục là chúng ta sang đến cấu trúc pháp rất là hay. Nó là từ danh từ Nichiki. Xin đảm bảo là những bạn ở bên Nhật thì chắc chắn là bọn em đã từng đọc được thằng từ Nichiki này rồi. Và Nichiki này nó là cái gì? Chúng ta sẽ nhìn đây. Nó là vì. Đó, nó bằng thằng từ kara. Nó dùng trong thông báo. Đó, cái này dùng rất là nhiều trong thông báo. Bây giờ chúng ta nhìn vào ví dụ này xem có quen không nhá. Tore wa tadaima seisho chu Nichiki gōryō ni narimasen. Ý là gì? Ở đây chúng ta dịch nghĩa là bây giờ, hiện tại thời điểm này thì nhà vệ sinh đang dọn dẹp, thế nên xin vui lòng không thể sử dụng được. Ở đây chúng ta có là thằng từ Nichike, nó là sự thông báo vì một lý do nào đó, hoặc là vì là ngày nghỉ thế nên cửa hàng chúng tôi xin phép được đóng cửa chẳng hạn. Nó mang tính chất thể hiện sự lịch sự rất là lớn, Nichike. Thế nên từ bây giờ trở đi chúng ta thấy nào, cứ danh từ Nichiki là vì một cái thông báo nào đó. Nếu mà chúng ta đọc một câu có thằng từ thể hiện thông báo vì một nguyên nhân nào đó mang tính chất thể hiện sự trang trọng lịch sự, hay người đến cấu trúc pháp là từ danh từ Nichiki. Đấy. Rồi và tiếp theo chúng ta đến với cấu trúc pháp là từ ni kakawarazu. Ni kakawarazu nó khác với cấu trúc pháp là từ otowazu chúng ta đã học là gì? Chúng ta có là từ otowazu, danh từ đằng trước nó là những cái thể hiện là không liên quan đến độ tuổi, không liên quan đến quốc tịch, không liên quan đến kinh nghiệm, không liên quan đến giới tính. Đó là những thằng từ otowazu người ta rất là hay đi. Nhưng mà thằng từ ni kakawarazu này nó là không liên quan theo kiểu là bất chấp, không liên quan đến danh từ. Nó thể hiện là cho dù là danh từ là thế nào đi chăng nữa thì về sau nó vẫn được diễn ra, tức là nó càng kê nai luôn thằng danh từ đi. Và nó thể hiện là dù là danh từ là ai, là gì, hay là bất kỳ cái gì chăng nữa thì hành động về sau vẫn được tiếp tục và nó vẫn được diễn ra. Ví dụ như là cho dù ngày mai có mưa rông bão giật đi chăng nữa thì tôi vẫn quyết tâm đến nhà làm. Hoặc là cho dù ngày mai trời có to thì trận thi đấu bóng đá vẫn được diễn ra. Tức là người ta càng kê nai luôn cái thằng đằng trước và nó vẫn tiếp tục được duy trì thể hiện cái về sau. Lúc đấy chúng ta hãy sử dụng là từ ni kakawarazu. Ni kakawarazu, いいですか? Và bây giờ chúng ta nhìn ví dụ nào. Tenko ni kakawarazu là bất chấp thời tiết nào chăng nữa thì asuka ryoko ni ikimasu là ngày mai tôi vẫn đi du lịch. いいですか? Nó thể hiện sự quả quyết rất lớn. Vế đằng sau nó không bị ảnh hưởng bởi vế đằng trước. Cho dù là đằng trước thế nào chăng nữa thì đằng sau nó vẫn diễn ra. Hãy nhớ đến câu chữ pháp là từ ni kakawarazu. いいですか? Giờ vào câu số 2 nào. Tsuki ka kirai ka ni kakawari naku kono shioto wa kanarazu shinakereba narimasen. Là cho dù không liên quan đến việc là anh có thích hay là không thích, nên là đã cái công việc này làm sao nhất định vẫn phải làm, đã vào công ty nhận tiền là phải làm. Cho dù thích hay không thì vẫn bắt buộc phải làm. Tức là vế đằng sau nó vẫn được diễn ra, nó không phụ thuộc bất chấp cam kê này về đằng trước là gì đi chăng nữa. Hiểu chưa? Đó. Thế em cần chú ý hộ xem là từ dự nó bằng thằng từ nay.
và nó ở đây chuyển nai thẳng từ naku đó. Kakawaraze, nó có thể nói là kakawari naku. Chúng ta hãy tỉnh táo nhá, để đi đề thi chúng ta còn biết. Như thế nào? Rồi đây là chữ tiếp theo chúng ta đến cấu trúc pháp là yoka maika. Yoka maika nó là cấu trúc pháp gì? Chúng ta nhìn đây, có hay là không, chưa có hay là không. Và nó là thể hiện sự phân vân, thể hiện sự lưỡng lự rất là lớn của người nói, tức là có nên mua cái này hay là không nhỉ, có nên nói hay là không, có nên đi hay là không. Đó, lúc đấy người ta sẽ sử dụng từ yoka maika, nó thể hiện sự phân vân và lưỡng lự. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ví dụ nhá. Soji robot kao ka kao mai ka kessin ga tsukanai, là cái việc là tôi đang phân vân lưỡng lự xem việc có nên mua cái con robot dọn dẹp hay là không. Chúng ta có kao ka kao mai ka, có nên mua hay là không thì tôi vẫn chưa có thể quyết định được. Ở đây nó thể hiện sự phân vân rất là lớn của người nói rằng không biết có nên tiến hành cái hành động đó hay là không. Người ta đang ở trong trạng thái là phân vân và lưỡng lự. Hay nhớ đến cấu trúc pháp là từ yoka và mai ka. Và hiyo ở đây nó là gì? Nó là động từ chia về thể ý chí cộng với thằng ka, được chưa? Cho nên ví dụ ở đây nó là thằng từ hiyo, viết tắt của thằng từ động từ thể ý chí cộng với chính động từ đó cộng thêm thằng từ maika, thế là ra yoka maika là có hay là không, thể hiện sự lưỡng lự của người nói. Itadakimasu. Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cấu trúc pháp tiếp theo, ở đây là từ mai. Mai rất là đơn giản thôi, nó bằng với thằng từ nai là không. Đó. Tuy nhiên mọi em nhớ hồi xưa trong đề thi chúng ta cần thiết phải chú ý này. Chúng ta có shika nai thì ai cũng nhìn thấy cả rồi đúng không? Shika nai cứ là cấu trúc pháp shika. À, ở đây có nai tôi sẽ chọn shika. Tuy nhiên như trong đề thi N2 nó rất là hay ở cái là nó cho thay nai của bọn em vào bằng cái thằng từ mai. Thế rất là nhiều bạn không biết mai là gì, bỏ qua cái đáp án, chúng ta không chọn shika nữa. Yes, rất là tiếc. Chúng ta hãy nhớ xem là shika nai nó cũng giống như là shika mai. Về bản chất của thằng từ mai này nó cũng mang ý nghĩa của thằng nai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nai ở đây không nó là gì. Konna baka na shippai ni wa nido to suru mai. Ý là sao? Thế chúng ta dịch nghĩa là cái thất bại nó ngớ ngẩn như này thì nhất định là tôi sẽ không có lặp lại lần thứ hai. Chúng ta có động từ chia về thể định và cộng với lại mai, đó là từ suru mai, là nhất định tôi sẽ không. Ở đây là mai bằng nai là không, đó, không lặp lại, không làm nó lần thứ hai, đó không đó? Chúng ta chỉ cần nhớ hộ sẽ là từ mai bằng cái nai nhá. Thay vì nó là từ shinai thì người ta sẽ nói là từ suru mai, là sẽ không lặp lại nó lần thứ hai. Hoặc là từ tabako suru mai là tôi sẽ không uống thuốc. Hoặc là osake o nomu nai là sẽ không gì đây, uống bia. Itadakimasu, không uống rượu. Itadakimasu. Đó, lúc đấy chúng ta nhớ là mai nó giống với thằng từ nai. Itadakimasu. Đó và rồi cái này cái slide sẽ làm quên chưa chỉnh cái hiệu ứng chặn. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu trúc pháp tiếp theo. Hơi bất ngờ một chút, đấy là cấu trúc pháp là ka nai ka no uchi ni. Ka nai ka no uchi ni nó là cấu trúc pháp của N2, cái này rất là hay mọi người nhá. Nó là ngay sau khi vừa mới thì sẽ lập tức làm gì đó. Dụ như là chúng ta 5 giờ là chiều là giờ kết thúc và bắt đầu tất cả nhìn nhau, đồng hồ tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc, gần đến 5 giờ rồi, còn 30 giây nữa là 5 giờ, tích tắc tích tắc tích tắc. 5 giờ, teng 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 teng, 5 giờ. Thì khi mà cái thời gian chuông đồng hồ nó vừa điểm đúng 5 giờ các thì ngay lập tức mọi người đứng lên ra về. Thì ở đây nó thiện là ngay khi cái hành động 1 vừa diễn ra thì lập tức cái V2 nó cũng được tiến hành luôn. Và nó diễn ra giống như kiểu là cùng lúc luôn. Tức là nó cũng không đến mức là quá cùng lúc như thế, nhưng mà chúng ta phải hiểu trong đầu cái cảm xúc là nó dường gần như là song hành và song song cùng nhau. Lúc đấy chúng ta sử dụng là từ ka nai ka no uchi ni. Và bây giờ chúng ta đọc ví dụ nào. Taro wa betto ni yoko ni naru ka naranai ka no uchi ni kusuri nemutte shimatta. Là bé Taro ấy, hắn ta vừa mới nằm ngủ lên giường cái là bắt đầu đã gì đây, ngủ luôn rồi. Thì lúc đấy chúng ta thấy nào, nó diễn tả cái cảm giác giống như kiểu là vừa mới đặt lưng lên giường thì đã ngủ luôn. Nó thể hiện là hai cái hành động nó diễn ra gần như là cùng lúc. Ở đây là gần như chứ không phải là cùng lúc nữa nhá, gần như là cùng lúc. Thì lúc đấy chúng ta hiểu là cái việc ngủ của bé Taro này rất là nhanh. Lúc đấy chúng ta sử dụng là kanai kanu chini. Hoặc là chúng ta nói là chuông đồng hồ vừa điểm cái là cô giáo đã bước vào luôn rồi, cũng là cả nai cả nồi chị đi. Là đồng hồ vừa điểm là hết thời gian, mọi người giám thị đã thu bài luôn. Tức là hai hành động gần như là cùng lúc. Nó hiện sự ra cái về sau này, nó xảy ra một cách rất là nhanh chóng mau lẹ, gần như là cùng với về một. Chúng ta cần nhớ hộ xem đặc điểm đấy để nói cho nó rõ ràng chính xác ở trong văn nói nhá. Và chú ý là thể hiện ý chí, xin lỗi, thể hiện ý nghĩa sự việc với hai diễn ra gần như là đồng thời cùng với về một.
Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp tiếp theo là từ Gurai và Gurai. Có lẽ đây là một cấu trúc pháp không quá là khó khăn, nhưng Sensei rất là sợ mọi người quên cấu trúc pháp này, thế bắt buộc vẫn phải cho nó vào. Gurai và Gurai nó là gì? Nó thể hiện sự cỡ như chỉ mới mức độ nhẹ. Chúng đã học rất là nhiều cái cấu trúc pháp của thằng từ Gurai Gurai này rồi. Gurai Gurai chúng ta học ở trong N3 nó mang nghĩa là đến mức cái cửa hàng này bánh gato ngon đến mức là ngày nào cũng muốn ăn chẳng hạn. Thì đây nó thể hiện sự đến mức. Đó, anh yêu em đến mức là ngày nào cũng muốn gặp. Nó thể hiện sự đến mức. Đó là nghĩa đến mức ngày xưa ở N3. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học là từ Gurai Gurai nó cũng mang nghĩa thể là từ cỡ như chỉ mới. Chúng ta cần thiết phải phân biệt trong văn cảnh để dịch nghĩa cho nó đúng. It has come. Và bây giờ chúng ta thấy nào, ở đây nó cỡ như chỉ mới, nó thể hiện mức độ nhẹ thôi. Đó. Ví dụ Sukoshi hanashita kurai de sono hito ga donna hito ka wa wakaranai daro. Ở đây chúng ta dịch nghĩa là chỉ mới nói chuyện một ít như thế thì vẫn chưa có thể hiểu được người đó là như thế nào đâu. Ở đây chúng ta thể hiện cái mức độ nhẹ, tức là cái việc là nói chuyện như này đã nhiều chưa? Chưa nhiều, nó thể hiện mức độ là nhẹ thôi. Lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng là từ kurai. Hoặc là thấy có một đứa hoặc là người yêu mình khóc ré lên chẳng hạn, em làm sao đấy mà em bị xước tay này. Thì lúc đấy chúng ta nói là chỉ sức nhẹ như này thôi thì chưa chết được đâu em ạ. Ở đây chúng ta thấy nào, cái vết sức này nó nhẹ thì lúc đấy người ta sẽ sử dụng là từ kudai, là chỉ được mức độ là nhẹ và tối thiểu. Hoặc là cái điện thoại của mình nó bị ít nước, nó vương lên, ôi chỉ ít nước này thôi thì không hề hấn gì đâu, lúc đấy cũng chúng ta sử dụng là từ kudai và kudai. Hoặc là chúng ta hay nói là từ asa từ kudai hichiyo ga nai yo, là cũng không cần thiết phải làm sao đấy, phải lễ nghĩa, phải chào hỏi mang tính chất lịch sự như thế đâu, đúng không? Người ta đang coi nhẹ vấn đề đó, lúc đấy người ta sẽ sử dụng là từ kudai và kudai. It has come. Đó. Rồi và cấu trúc pháp từ kudai và kudai cũng là cấu trúc pháp kết thúc trong cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Là bài hôm nay rất là ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, phải không đúng mọi người? Và hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây mọi người nhá. Và về nhà mọi người hãy cố gắng ôn tập lại hồ sơ C. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.